những dấu hiệu cảnh báo bạn đang mất cân bằng nội tiết nữ. Bạn thường cảm thấy mệt mỏi, bực bội hoặc chỉ đơn giản là không giống bản thân của mình. Đó có thể không chỉ là một ngày tồi tệ, đó có thể là một dấu hiệu của sự mất cân bằng nội tiết nữ. 1. Thay đổi chu kỳ kinh nguyệt. Hormone đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh các chức năng cơ thể khác nhau, và khi chúng bị mất cân bằng, nó có thể gây ra hỗn loạn cho sức khỏe và tinh thần của bạn. 2. Thay đổi tâm trạng. Cảm giác căng thẳng, lo âu, trầm cảm hoặc cảm giác bất ổn tinh thần thường xuyên diễn ra thì đó cũng có thể là dấu hiệu của mất cân bằng nội tiết tố nữ. 3. Thay đổi hình dáng cơ thể. Tăng cân hoặc gặp khó khăn trong việc giảm cân mặc dù nỗ lực với chế độ ăn uống và tập thể dục cũng có thể là dấu hiệu của sự mất cân bằng nội tiết nữ. 4. Làn da trở nên kém săn chắc và khô hơn. Việc giảm đi độ đàn hồi và mất nước của làn da là dấu hiệu chính của sự mất cân bằng nội tiết nữ. Khi cơ thể không cân bằng hormone, nó có thể ảnh hưởng đến sản xuất dầu tự nhiên của da và làm cho da trở nên khô và mất độ đàn hồi. 5. Giảm ham muốn chuyện vợ chồng. Vì các hormone như estrogen và progesterone đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh ham muốn sinh lý ở nữ giới. 6. Rối loạn giấc ngủ hay thức giấc giữa đêm. Mất cân bằng hormone có thể gây ra vấn đề về tiểu tiện như đi tiểu thường xuyên ban đêm, cảm giác nóng rộ hoặc đổ mồ hôi đêm làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Nếu bạn đang gặp phải bất kỳ triệu chứng nào trong số này, đừng lờ đi chúng. Hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế. Lắng nghe cơ thể của bạn, hành động, tìm sự giúp đỡ từ các chuyên gia. Các chị em phụ nữ cũng có thể tham khảo bổ sung thêm nước uống hồng sâm cho nữ trung niên KGC Hàn Quốc hàng ngày để hỗ trợ cân bằng nội tiết tố, làm đẹp da và giảm các dấu hiệu lão hóa tiền mãn kinh. Đừng quên follow kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin sức khỏe hữu ích nhé!